Hôm nay sẽ học về Coco, Soko và Asoko. Coco là chỉ vật vị trí mà người nói đang ở. Soko là chỉ vị trí mà người nghe đang ở. Asoko là chỉ vị trí xa cả người nghe và lẫn người nói. Và chúng ta sẽ có là Kore, Sore và Are. Ví dụ chúng ta nói là Denwa Nigai Desu, có nghĩa là danh từ qua danh từ, với danh từ này chỉ địa điểm Desu. Và trong bài thì chúng ta có Kyoshichu, Sokudo, Robi, Erebeta, và sẽ có được một cái đoạn hội thoại như sau. Koko wa Jikudo desu, Denwa wa Asoko desu. Và chúng ta sẽ kết thúc cái bài học tại đây.